Xin chào các bạn, bây giờ chúng ta làm test 19208 của hai lần câu sau. Chúng ta sẽ làm từ câu 31 cho đến câu 35. Đối với câu 31 này thì chúng ta sẽ chọn được ngay là phương án phần B. Tại vì các bạn thấy từ because chính là sắp của mệnh đề trạng từ, mà mệnh đề trạng từ nếu mà như này thì các bạn thấy là chỉ có mỗi là mỗi S thôi. Tại vì các bạn thấy không có chỗ verb nào cả. Đây chính là cấu trúc này, A ở B này, A ở B. Và trong B thì nó lại cấu trúc C ở D. Vì thế nên toàn bộ sau từ because này nó chỉ là một cụm danh từ. Mà chúng ta không có mệnh đề trạng từ, nó là sắp cộng với danh từ cả. Nào, chúng ta chỉ có dạng là sắp cộng với O. Và O thứ nhất là tính từ, thứ hai là trạng từ cộng với tính từ, thứ ba là often hoặc từ always cộng với danh từ, chứ chúng ta không có sắp cộng với danh từ. Chính vì thế nên khi mà các bạn thấy có sắp cộng với danh từ của mệnh đề trạng từ ấy, trong mệnh đề trạng từ thì các bạn sai ngay cho mình. Ở đây thì nó phải thay bằng một giới từ, chỗ này này, nó phải thay bằng một giới từ. Rồi, chúng ta thay bằng giới từ. Ở đây thì chúng ta có một kiến thức rất là hay, tại vì because chính là sắp của mệnh đề trạng từ, còn because of chúng ta có kiến thức là because of thì nó là một giới từ. Tiếp đối với câu 32. Câu 32 thì chúng ta sẽ chọn phương A, tại vì chúng ta có một câu là alike luôn đứng một mình. Chính vì nên khi alike có danh từ sau là sai ngay. Trước chỗ này chúng ta phải chuyển thành từ like. Rồi, và có một cái nữa là khi alike đứng đầu câu thì kiểu gì alike cũng sai, vì tính các bạn cứ tin tưởng mình. Khi alike đứng đầu câu, chọn. Ở câu 33. Ở câu 33 này thì chúng ta sẽ chọn được là phần B. Đối với phần B thì các bạn thấy là form chính là động từ, mà các bạn thấy là có từ end, rồi sau đó từ fight. Rồi, và tiếp có động từ tiếp chính là từ process. Hiện tại nó đang là cấu trúc song song. Song song của gì? Song song của verb ed. Trong trường này nó là song song của verb ed. Đấy. Vậy trước chỗ này các bạn thấy là từ form này không chia gì cả, không chia verb ed, vì nên sai. Nếu thế thì chúng ta phải chuyển thành verb ed để nó cùng kiểu. Để chúng ta khẳng định là đối với cấu trúc song song thì mọi phần tử phải là cùng kiểu. Hiện tại cùng kiểu là cùng verb ed. Câu 34. Câu 34 chúng ta sẽ chọn được là phương án phần D. Tại sao chọn phần D? Nào, các bạn lại có thấy từ end, mà đằng trước từ end là local, rồi o là đuôi của tính từ. Vậy trước chỗ này chúng ta phải, đây cũng phải là một tính từ để hai tính từ đều bổ nghĩa cho danh từ đằng sau đó. Đấy, vậy chúng ta phải national. Tiếp đối với câu 35. Câu 35 chúng ta sẽ chọn được là phương án phần B. Tại vì câu này chúng ta có verb chính là từ is, mà chúng ta có consist of cũng là một verb nữa. Chính vì nên sai. Các bạn thấy là S cộng với verb cộng O rồi sau đó là cộng verb O không? Chúng ta không có kiến thức này. Chúng ta chỉ có một S verb O chính, rồi sau đó thì mọi cái là phụ hết. Vậy trong chỗ này nếu mà sửa thì các bạn phải chuyển thành mệnh đề tính từ verb ed cộng với giới từ cộng O, hoặc là verb in cộng O thì phù hợp hơn. Được chưa bạn nhỉ? Nào, bây giờ chúng ta thử xem từng câu cấu trúc như nào. Đối với câu 31, câu 1 này nó chính là một S cộng với verb cộng O, nó đến đây, rồi sau đó là giới từ cộng danh từ, chúng ta không xét những cái đấy. Tiếp đối câu 32, giới từ cộng danh từ nó đến đây, rồi sau đó thì chúng ta có S cộng với verb cộng O đến đây. Rồi sau đó thì chúng ta có một mệnh đề tính từ, nó chính là verb in cộng với O. Câu 33. Câu 33 thì chúng ta có S cộng với verb cộng O. Rồi, sau đó thì chúng ta có một mệnh đề tính từ đây đến đây này, chính là sắp cộng với verb O. Hiện tại verb nó đang là cấu trúc song song. Song song. Verb O cấu trúc song song. Câu 34. Câu 34 thì chúng ta có S này cộng với verb cộng O này, hết, không có gì cả. Tiếp đối với câu 35 thì chúng ta có S cộng với verb cộng O,
Rồi sau đó chúng ta có một mệnh đề tính từ chính là verb id cộng giới từ của ô. Chúng ta xác định verb từng câu. Verb thứ nhất là từ has became. Verb thứ hai là từ y. Rồi sau đó thì covering cũng là verb. Ở đây thì jointed nó là verb d nhưng nó nằm là tính từ bổ nghĩa cho từ lack. À, tiếp câu 33, chúng ta có từ a, chúng ta có từ y, process, chúng ta có từ form, chúng ta có từ file. Từ gen này nó chỉ là một trạng từ thôi các bạn nhé, gen trạng từ nghĩa là sau đó. Câu 34, chúng ta có verb, nó chính là từ wrote, dấu hiệu rất đơn giản là đằng trước, danh từ riêng. À, câu 35, từ y, verb, consist of, là verb mà consist luôn đi với, of đây là một cụm động từ, related, verb. Rồi, xin chào các bạn. À, các bạn ủng hộ hoặc muốn xem nhiều video mới hơn thì các bạn ấn nút đăng ký hoặc nút subscribe. Nếu các bạn thích thì các bạn ấn nút like. Chúc các bạn sẽ thi tốt trong đợt thi sắp tới. Xin chào các bạn.